cái suy giảm về nội tiết tố thật ra thì cũng có nhiều nguyên nhân khác nhau có những tình trạng mà chúng ta à, sự suy giảm hoạt động của buồng trứng à, hoặc là cái sự lão hóa của buồng trứng sớm hoặc là trong bất kể mà có nguyên nhân nào khác có thể gây tình trạng ví dụ như người ta phải cắt à, tử cung buồng trứng sớm ở những người còn tuổi rất còn rất trẻ thì rất là cần thiết để bổ sung nội tiết tố Người ta sử dụng cái liệu pháp hormone thay thế này cũng là có nếu mà cần sử dụng các cái estrogen tổng hợp thì cần có sự chỉ định của bác sĩ và chúng ta cũng phải là, là tầm soát được ví dụ như ung thư vú, ung thư tử cung. Còn khi chúng ta bổ sung một cái nội tiết tố tự dân từ thảo dược thì chúng ta cũng lựa chọn những cái sản phẩm mà có uy tín, có nguồn gốc cùng với cái dây chuyền công nghệ hiện đại cái những địa chỉ tin cậy. Ví dụ như trong cái sản phẩm ở trên thị trường chúng ta có thể sử dụng những cái sản phẩm mà STG100 ở trong cái sản phẩm kiều xuân. STG100 ở đây thành phần của nó gồm có đương quy này, rồi là tục đoạn này, rồi là cách sơn tiêu này. Chúng ta biết rằng là bản thân của đương quy thì theo cái quan niệm của y học cổ truyền, đây là những vị ngọt cay tính ôn vào kinh tâm can tỳ và nó có tác dụng bổ huyết và vừa tác dụng hoạt huyết và nhuận táo điều huyết thông kinh. Tôi nghĩ rằng đối với phụ nữ thì cái phần huyết là cái phần rất là quan trọng hoặc là cái tác dụng của tục đoạn ở đây theo đông y thì tục đoạn là vị đắng cay tính hơi ôn vào kinh can và kinh thận có tác dụng bổ ích can thận là thông huyết mạch và trừ phong như vậy thì đương quy này tục đoạn này cách sơn tiêu này đây là ba cái loại À, từ cái dược liệu mà đã được Hàn Quốc rồi Trung Quốc xác định là nó an toàn và thậm chí đã được Bộ Y tế của Hoa Kỳ cũng như là Canada công nhận là những cái này nó an toàn và nó cái s cái 100 này nó có tác dụng mạnh gấp 3 lần các cái loại thảo dược khác và nó có tác dụng điều trị ứng dụng điều trị ở trên lâm sàng và nó không có cái tác dụng phụ. Tôi nghĩ rằng là đây là một trong những cái thành phần mà rất là quan trọng trong cái cái sản phẩm cứu xuân.